Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay anh em mình sẽ cách ly tại công ty. Thì bữa giờ thì mưa bão quá, thì anh em cũng không có đi đâu review được. Cho nên là bữa nay anh em sẽ quyết định là cách ly tại công ty. Thì bạn Long đang chuẩn bị những các nguyên liệu ở phía sau bếp để chuẩn bị nấu món lẩu cá bớp nha anh em. Bây giờ anh em mình sẽ ra ngoài sau, có thể bạn Long đang làm những người đó. Các nguyên liệu ngày hôm nay nấu là anh em mình đã sơ chế rửa sạch sẽ nè các bạn nè. Thì có nè, đậu bắp nè, cải ngọt nè. Đó, những cái nguyên liệu thì anh em để đây, tí nữa sẽ mình nấu mình sẽ dùng tới. Và một cái nguyên liệu chính mà không thể thiếu đó chính là cá bớp. Anh em đã bỏ vào ngăn đông rồi nha các bạn. Không biết bữa nay bạn Long ra tay sẽ như thế nào đây, nhưng mà nhìn thì cũng có vẻ hấp dẫn. Ủa, cái này là mình làm tóp mỡ hả bạn Long? Mở Dạ, bà chỉ mà làm tóp mỡ hơi bị sang á. Đó, làm tóp mỡ nè các bạn nè. Nhìn đã. Cái nồi nước dùng này thì chúng ta đã cho các nguyên liệu xay vào, như là cà này, thơm này, với lại ớt xay vào chúng ta nấu. Khi nó sôi chúng ta cho thêm mà những nguyên liệu như bạn Long đang cắt nè, đó, như hành lá nè, rồi hành ngò này, sả ngổ này. nha ngổ nha do không có ngổ lên nè, làm cái hành ngò. Bữa nay thiếu ngổ cho nên anh em sẽ thay thế bằng hành ngò đó. Rồi các bạn anh em nếm các gia vị sao cho vừa ăn, tùy các bạn thích ăn đậm đà thì thêm nhiều gia vị. Giờ thì mình cho nguyên liệu cá vào, chờ sôi lên thì anh em có thể dùng được nha mọi người. Món này thì chúng ta không thể thiếu là một dĩa nước mắm chanh ớt chấm vào hết sảy còn bà bảy luôn các bạn ơi. Giờ là món ăn chủ của chúng ta đã xong các bạn nè, nhìn hấp dẫn không? Đó, cái này mình dùng bỏ rau vô cho mọi thứ một ít vào. Thì ở Phan Thiết thì đa số thì mọi người hay ăn lẩu cá bớp, mọi quán thì cũng vậy. Thì món này là món đặc trưng, hầu như dân Phan Thiết mình thì hay ăn lẩu cá bớp là nhiều. Nhìn ngon quá các bạn ơi, hấp dẫn quá, lâu quá mà được ăn lẩu cá bớp lại. Nếm thử thử đây, ngày Long lên chưa, mở quán được chưa, chờ hết dịch ra mở quán luôn để biết sơn. Nước vừa ăn, nhưng mà bạn nào mà ăn đậm thì cảm thấy là nó hơi lạc, nhưng mà theo mình thì mình thấy nó vừa ăn rồi, rất là ngọt vừa miệng. Rồi, mời tất cả các bạn nha. Thì mình làm thử miếng cá. Cá ngon mềm, cá này giống như là mới bắt đầu khuya đó, thịt rất là thơm. Thì bữa giờ Phan Thiết cũng đã cách ly cũng cũng lâu rồi, thì anh em cũng cố gắng làm video cho các bạn xem.
Thì trong lúc làm video thì anh em có cái gì đó nó còn sai sót thì các bạn xem thông cảm bỏ qua cho anh em mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.